Chào cả nhà. Quay, đây là quay tiếp cái cốp sau của xe Range Rover. Range Rover nó có cốp điện ở trên, điện ở dưới đây, điện toàn bộ xài bằng điện, cho nên nó đẳng cấp, nó rất là hay ở chỗ đó, thấy không? Điện. Xong rồi cốp sau nè, cốp sau điện nè, bấm xuống nè, rất là hay. Cốp sau là Range Rover và là thương hiệu của nó đây. Cái tên dòng xe này Autobay Raffi, vẽ bên ngoài nó rất là đẹp, đèn led, toàn bộ là led, xi nhan cũng led. Đây chân dung hình hài của nó đây cả nhà, chân dung hình hài của em ở đây rất là đẹp. Mình mở cửa ra thì nó đây nó có bảy bước chân, thì mình vô nó là cái gì đây, bảy bước chân nó xuống, mở ra cho mình lên, đóng cửa lại thì nó sẽ đóng xếp vô đó, nó sẽ xếp vô và rất là đẹp, toàn bộ là hơi nắng tí xíu cả nhà, tại vì giờ này quá nắng. Phía trước nó có cái đèn led đó, cả nhà thấy không, qua điện thoại thì nó hơi chạy đó, thấy không? Nhưng mà bình thường nó sẽ sáng thôi, tại qua điện thoại hiệu ứng nó bị Range Rover. Đầu xe rất là đẹp, xe này màu trắng, nhìn rất là đẹp. Đây nhìn lên cao, nhìn lên kiến. Cái loại đời này là nó mới chuyển phơm, cho nên là cái đầu đời này, đời đầu của cái phơm này á, cái mâm nó như thế này, đời sau nó còn đẹp hơn nữa, đời sau nó rất là dễ thương. Nhìn nó dài không, nó có hai bảng, bảng thùng dài và thùng ngắn. Đây hình phân biệt thùng dài thùng ngắn là qua cái chữ L này, L bên phía cửa trước, phân biệt thùng dài thùng ngắn. Và thùng dài thùng ngắn thì nó cũng có hai bảng là bảng 5 chỗ và bảng 4 chỗ. Thấy đuôi xe nó rất ngầu không? Mình che biển số lại tại vì mình không muốn là để người ta biết cái xe có số mấy, để mất công là phiền phức lắm. Trải nghiệm thử thì mình không nên để biển số. Đây, mở cửa ra thì nó như thế này. Hàng ghế của ông chủ ở phía sau. Xe bảng này là bảng 5 chỗ là tại sao? Tại vì là cái này cái độ gác tay thôi. Nó mình xếp cái này lên thì nó tính luôn một ghế ngồi là thành 5 chỗ. Đó, cái này là một ghế ngồi nữa là 5 chỗ. Còn bình thường thì mình kéo xuống nó sẽ là một cái chỗ đổi để tay. Đó, 5 chỗ. Còn khi mà cái bảng 4 chỗ á thì ngay đây nó sẽ là một cái con ngựa liền với cái này. Cái hộc để đồ hoặc là cái bàn ở đây nó mới gọi là 4 chỗ, là nó chỉnh được cái ghế trước này chạy lên chạy xuống, và nó có luôn cả cái đồ đỡ cái chân mình lên để nằm. Nó là bản 4 chỗ, bản cao cấp. Còn bản này thì nó không có được cái 4 chỗ, nhưng mà có hai màn hình chỗ ghế. Lo của Range Rover là nghe nhạc là hay thuộc dạng là đỉnh á, Meridian. Âm thanh nó rất đồng bộ, nó đồng bộ, nó là mà thương hiệu, đồng bộ là da, ghế da, đồng bộ là da, một trần cũng là da, rộng luôn cả nhà. Đây, cái này là hàng ghế này á, cái ghế này là đã bật xuống sau nhiều rồi đó nha, mà cái khoảng cách giữa cái này rất là rộng. Khi mà ghế này cái người trước á, họ bấm lên nữa thì cái này là có thể nằm ra được luôn á, dài. Mình đóng cửa lại thì cái bảy bước chân nó sẽ xếp vô. Đó, Range Rover. Nhìn thấy nó dài không? Và một điểm nổi bật của những cái xe cao cấp là gì? Đây là tấm rèm che nắng, toàn bộ bằng điện, bấm xuống chạy bằng điện. Bấm chung với cái nút lên kiến á, nè.
mình lên kiếng rồi, bấm thêm một cái nữa thì cái rèm nó sẽ lên. Rồi mình bấm một cái lại thì cái rèm nó xuống. Bấm thêm cái nữa thì cái kiếng mình sẽ xuống. Đó. Tích hợp vô một nút thôi mà hai chức năng. Đóng cửa. Thêm một cái nữa là bấm rèm. Nó tự động. Rèm sẽ lên. Rèm che nắng này ở trong mình nhìn ra qua những cái lỗ là mình sẽ thấy, nhưng mà mình đóng cửa lại phía ngoài nhìn ở ngoài nhìn vô mình chả thấy gì hết, thấy đen thui à. Thấy không? Rất là đen. Range Rover thì đèn nó đèn led sẵn. Nhìn dài không cả nhà, nó đi xa ra nhìn cho xe nó nổi bật. Rất là dài, rất là đẹp. Range Rover. Rồi thì thôi, qua clip này như đây được rồi. Hồi nãy mình quay phía trong mà nó bị vô tình nó bị mất cho nên là mình làm clip 2. Nên là chào tạm biệt cả nhà nha. Mình sẽ kết clip tại đây. Trước khi kết clip cho coi giữ Range Rover. Đây rồi, bye bye cả nhà nha. Chào tạm biệt.